nay mình sẽ nói về phần chỉnh lưu, tự lập và co áp. Về phần chỉnh lưu, về phần chỉnh lưu thì có hai loại chỉnh lưu nuôi chu kỳ và chỉnh lưu hai nuôi chu kỳ. Mặt chỉnh lưu nuôi chu kỳ thì dùng chỉ một con diode thôi, còn mặt chỉnh lưu hai nuôi chu kỳ thì dùng tới cần tới hai con diode. Cần tới bốn con diode. Bốn con diode đây. Mặt chỉnh lưu nó là mặt chỉnh lưu cầu. Và đối với mặt chỉnh lưu nuôi chu kỳ thì rõ ràng là ta dù cần dùng các linh kiện là một con biến áp, một cái diode trở thêm tủ lọc nữa. Đấy, mục đích mình dùng tủ lọc để lọc đi các nguồn sóng của nó, cần phải có cái bộ lọc để sang bằng cái nguồn sóng của nó. Và trở lại với bài tập thì rõ ràng ta thấy một điều là cái sóng của cái dạng U2 đấy thì nó là dạng hình sin như thế này, và khi nó cắt ra thì nó dạng như thế này. Đây là trong hợp chưa có tụ lọc, không có tụ lọc, cái dòng điện nó chênh lưu đấy, dòng điện nó chênh lưu. Về cấu tạo hoạt động của nó như thế nào, dòng điện sẽ được đưa qua U1, đưa qua diode. Khi mà U3K, tức là U anode của cực tốt ấy, nó lớn không, thì lúc bây giờ U thông và nó mở, có dòng chạy qua diode. Trong trường hợp mà nó bé hơn không thì U nó cấm, nó và nó đóng lại y bằng không, và nó không có dòng. Trong trường hợp này là U mở cấm, không có dòng đấy. Trong trường hợp U nó cấm đấy, cũng cấm là cái khoảng nhiều đó đấy. Ra cái này vì ta không sử dụng tủ lọc nên chưa có cái thế tài. Bây giờ ta sử dụng có tủ lọc thì bây giờ nó có dạng như này đấy. Cái chính cái đường này chính là cái đường thế tài của nó. Đây là cái đường này là đã được lọc này, UC là đã được lọc này đấy. Đây trong một tác phẩm có đây. Khi mà có C là nó đã lọc rồi, mà không có C là nó chưa lọc. Thì cũng nói thêm được một điều là mặt chỉnh lưu này, cái sơ đồ chỉnh lưu này thì nó gồm có chỉnh lưu nuôi sóng và chỉnh lưu toàn sóng. Thông thường người ta dùng chỉnh lưu toàn sóng nhiều hơn. Và mặt chỉnh lưu thì thông thường nó có hiệu suất và công suất đồ vào ít phụ thuộc vào tải và độ số của sóng nhỏ. Chính vì vậy mà ta sử dụng cái mặt chỉnh lưu cầu nhiều hơn. Đấy, cái mặt mà chúng ta đang sử dụng này, một con diode nó sẽ có dạng như này. Đây, gồm có một con điện trở, một cái tủ lọc, một diode và cái đặc tuyến diode của nó. Cái nguồn này nó có dạng như này. Và mặt chỉnh lưu nuôi sóng thì cần nói thêm một điều là giả thuyết điện áp xoay chiều của cuộn thiết cấp biến áp là U21 sẽ bằng như thế này, sin omega t. Thì lúc bây giờ ta triển khai dòng điện thiết cấp rồi từ đó ta suy ra công thức. Các bạn chỉ cần nhớ công thức cuối cùng này thôi, bởi vì trong quá trình mình tính toán rất là lâu, và mình dòng điện tử tính toán lâu như thế thì về cá nhân mình nghĩ là không tốt. Nếu biết tính thì quá tốt, nếu người nào mà chỉ muốn làm nhanh nó tạo ra sản phẩm thì tốt nhất, nên tạo ra cái sản phẩm gì đó thì tốt nhất, nên mình thuộc các công thức cuối cùng này. Đấy, I2 này, ta nhớ này, ta nhớ là biên độ của dòng thiết cấp là I2. I2 nó sẽ bằng như này, và cái trung bình đại số của dòng chỉnh lưu là UN bằng 0. Thì lúc bây giờ đấy,
Thì lúc bây giờ ta sẽ có là ta thấy là UR. UR là cái gì? Đây, trong tài liệu, trong giáo trình nó là mới rất rõ. Dòng điện chạy qua mạch thứ cấp chính là I2. I2 bằng 0, trong trường hợp U2 một bé 0. Lúc này dòng nó cấm ấy, dòng nó cấm I2. U cấm thì để nó như này, U mở thì như này. U mở thì U2 một nó UN. Trong trường hợp UN là điện áp ngưỡng và RI là nội trợ của mạch thứ cấp. RI sẽ bằng R quy áp cộng với R quy áp suy ra dòng thứ cấp. Tỷ số trên lưu đây. À, lúc bây giờ UR thì là tương tính với U21 mặt trên lưu người sống là mặt trên lưu có tỷ số trung bình. Và UR0 này sẽ bằng công thức này. Các bạn nhớ công thức này không? U21 trừ U0 chia cho B trừ I2 nhân RI. Các bạn nhớ cái này nhé. Tại vì nhớ này. Có lần mà thầy giáo mình bảo tính cái công thức này có bạn nên tính không được. I2 thì bằng bằng tỷ số của dòng thứ cấp chia cho bi. Mặt điện có thể vẽ lại như thế này. Cái mặt nào là này chúng ta đây. Thì có thể được vẽ lại. Vẽ lại như dạng này. RT, RBA. Trong đó chúng ta nhớ là RBA, RBA. Trong mặt nó có nói rõ rằng RBA đây. RBA chúng ta là cái này. Đây. Rồi RDT, RDT diode đấy. UR nghĩa là ura của nó. Còn RT tức là cái áp tụ nguồn. I2 tức là dòng thứ cấp đi qua cái mặt điện này. Mà nên nhớ điều là giả thuyết nó đặt ra cho cụm thứ cấp là U21 bằng cái giá trị của biên độ của U21 nhân cho sin O(T). Từ cái công thức này ta suy ra được là khi dòng qua tải I2 tăng thì số áp trên RI nó cũng tăng, do đó điện áp ra là giảm. Tại sao như thế? Khi dòng qua tải I2 tăng thì lúc bấy giờ cái trừ này nó tăng, cái giá trị bị trừ ra này nó tăng. Đấy. Và đồng thời cái RI nó cũng sẽ tăng. Do đó điện áp ra tải UR này nó sẽ giảm. UR này điện áp ra này nó sẽ giảm. Giảm thì cũng công thức này ta rút ra được điều là sự ảnh hưởng của cái việc là chúng ta lắp thêm tủ lọc thêm nữa. Nhưng mà lắp nhiều tủ lọc như là lắp ít tủ lọc như là ảnh hưởng của điện dung đối với công suất của nguồn chấn lưu trong mặt điện. Điện áp xảy ra ở một dây là nó chim để cung cấp cho mọi thiết bị điện tử yêu cầu một chấn lưu là điện áp một chiều tương đối thẳng. Đấy. Do vậy là phải mắc thêm cái tải C1. Tại sao phải mắc thêm tải C1? Bởi vì nó sẽ gạn lọc bớt sóng, nó sẽ lọc bớt sóng, lọc các cường sóng. Bởi vì sao? Bởi vì cái diode của mình á, vốn dĩ nó là khi mà nó qua thì mà cái lưu dùng diode đó dẫn ấy, thì nó có gợn sóng biến độ gây ra sự biến độ giá trị đồng thời nguồn điện áp xoay chiều nên bộ lọc thông thấp.
ta phải dùng cái tủ lạnh sang bằng cái đường sống đi. Khi liệu cũng do cái mặt này nó không to rồi. Khi mà u tan u thông thì em giải thích đấy, khi u cấm thì dòng điện nó tiếp tục chạy từ bi đến bi không, không có tụ lọc, nó lọc đi và nó không có không có tụ lọc thì nó không có đường này, đường thế chưa tụ lọc này, cái đường thế thế tái lọc thế chưa tái lọc. Ảnh hưởng của mặt chấn lưu toàn sóng. Mặt chấn lưu toàn sóng như thế nào? Mặt chấn lưu toàn sóng thì nó dùng hai con diode, trong trường hợp này nó dùng hai con diode đấy, có hai chấn lưu hai người chu kỳ cách một nó dùng hai 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 con diode. Bây giờ dạng của ura của nó là sin, là y của nó là nó mất mô như này, và dùng hai bộ chấn lương ngược chu kỳ, hai bộ chấn lương ngược chu kỳ. Tại sao tao bảo nó là hai bộ chấn lương ngược chu kỳ với hai con iốt này, hai con iốt đây, hai con iốt đối với đường t, hai con iốt đối với đường t. Hai con iốt nó với đợt T và nó cùng chiều D, cùng chiều D, cùng chiều, hai con iốt này phải được nối cùng chiều với nhau đấy, nên điện áp đặt vào hai con iốt ngược pha nhau, điện áp của đặt vào ba hai cái con iốt này được ngược pha nhau. Bởi vì sao nó ngược pha nhau? Bởi vì cái U21 và cái U22 này muốn gì nó được cung cấp một chiều nhau. Dòng điện đây là giả sử là từ đây đến đây là U1, đây đến đây là U2, như thế nó vượt qua nhau và nó dẫn đến tình trạng là tình trạng do nó vượt qua nhau. Hai điện áp này để tạo ra hai điện áp này thì chúng ta dùng điện áp đạo pha, điện áp đạo pha đúng rồi, hai pha nó vượt nhau. Và cái mặt nó ra nó sẽ cái dạng này, mặt ra y nó sẽ cái dạng này, mặt mô. Và khi được sử dụng chủ lọc thì nó có thêm cái thế tại đã lọc đấy. Đấy, mặt chấn lương hai nửa chu kỳ có UR lớn hơn không, UR lớn hơn không, UR là cái ura của nó, ura bé hơn không là khi ta đảo chiều vào hai nửa. Trong giáo trình cũng có nói rõ đây đây đây, nhưng các bạn này mình nói đây, các bạn này tính lương toàn sóng là trong cả nửa chu kỳ của điện áp xoay chiều đều có dòng điện qua lại, cả hai nửa chu kỳ đều có dòng điện chạy qua lại đấy, dòng điện này U21 và U22 chạy chạy nhau như thế, chạy lương công bằng là sơ đồ hai dạng chấn lương ngược sóng mắc song song tồn tại. Lúc bây giờ nó có dạng như này, chạy qua I2 qua cái trục lọc gọi là T ura mặt chấn lưu cầu. Cách thứ hai là nó mắc qua cái dạng dùng chấn lưu cầu, dạng này được sử dụng phổ biến hơn. Dạng này dòng điện sẽ chạy như sau, cái to là mình sẽ chiều vào qua phố điện áp bao nhiêu đấy, đấy nó qua con nó chuyên ngồi điện áp đấy, chuyên ngồi điện áp rồi qua cái chấn lưu cầu chạy ra I2 rồi nó qua tủ lọc rồi thoát ra bên ngoài chạy hướng ra. Tương tự đồ thị nó sẽ có dạng như này,
Đấy. Siêu đầu cầu thì thường dùng trong việc xoay chìm tương đối lớn, tuy nhiên cũng dùng chấn lưu tỏa sóng. Nó ưu việt hơn siêu đầu cân bằng ở chỗ là cũng thứ cấp được sử dụng toàn bộ hai nguồn chức điện, điện áp vào và điện áp ngược đặt lên diode. Trong trường hợp này thì chỉ dùng một nửa điện áp ngược đặt lên siêu đầu cân bằng, điện áp ra cực đại khi không tải u ra cho mình u hai trừ cho u l đấy. Bây giờ Y1 LC đây, trong hợp này mình nói bắt thêm một cái hai trường hợp này MRT giảm nguồn điện sóng của nó, giảm nguồn điện sóng của nó trên lưu hai nửa chu kỳ thì chúng cầu thì có hiệu suất sử dụng cao hơn so với trên lưu hai nửa chu kỳ theo cấp một theo cách mà dùng hai con dấu đấy. Vì theo cấp một thì luôn có một nửa của dây thứ cấp không làm việc, nghĩa là sao, nghĩa là cái này hàng thì khi chạy thì chỉ có một nửa bên này thôi, một nửa nghĩa là chỉ chạy có D một hoặc D một chạy thì D hai không chạy, hoặc D hai chạy thì D một không chạy. Do vậy thì người ta dùng chấn lưu cầu, điện áp của chấn lưu cầu ra thì như ra thì thông thường có hai dạng, có hai trường hợp u ra sẽ lớn không, u ra lớn không, u ra lớn hơn không khi nào, khi ta ta u ra nó lớn không trong trường hợp là ta không đảo chiều diode đấy, hai diode đều cùng chiều và u ra bé hay không trong trường hợp ta đảo chiều 4 diode. Trong có kiểm chúng ta có học về mặt chấn lưu cầu, hôm sau mình sẽ nhắc lại về cái mặt chấn lưu cầu này để rõ hơn. Và trong mặt này do đó là chúng ta thấy trong sơ đồ này nếu nó đất điểm biến đó trong sơ đồ của giáo trình này thì nó đất điện giữa biến áp và mặt thêm tải, ta có mặt chấn lưu có điện áp ra hai cực tính, điện áp ra cực tính này ra hai cực tính âm dương, đây thực chất là một cái chấn lưu cơ bản. Đây là cái sơ đồ nó có so sánh cái chấn lưu tỏa sóng và chấn lưu lưu tỏa sóng thì chỉ luôn dùng hai nửa điện hai nửa chu kỳ này, chỉ lưu tỏa sóng là nửa của chu kỳ thôi. Tác giả là so sánh như thế này, trong trường hợp chỉ lưu nửa sóng thì giá trị B chia cả hai nhân UR không, UR không là cái giá trị ban nãy đấy, UR là chỉ là tương đối với U21, UR không là cái giá trị này ra của thì lúc bây giờ ta cũng cần nói thêm là nhắc lại lần nữa là u ra lớn hơn không trong trường hợp ta dùng cho mắt hay các khối diode này ta không đổi chiều của khối diode chứ ta không đảo chiều khối các khối diode này, còn trong trường hợp ta đảo chiều thì nó sẽ u ra nó sẽ bé hơn không. Ta nhớ cái thông số này đi chia cho hai nhân không nhân cho hai 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 không, còn sơ đồ chỉ lưu cầu đây 1,11 được không, chỉ lưu nửa sóng thì giá trị V kép
CT trong trường hợp CT bằng 0, mình kép nó là cái gì? Mình kép là điện áp ra, điện áp U ra, điện áp ra, U được 0 là hệ số bằng 6. Điện áp ra U chia cho điện áp ra U được 0 là hệ số bằng 6. Hệ số bằng 6 thì nó tính bằng, trong nhiều tài liệu thì nó còn nói đến cái hệ số bằng 6, nhắc đến hệ số bằng 6 thì người ta nhắc đến độ chênh lệch thì điện áp ra lớn nhất và điện áp ra nhỏ nhất chia cho điện áp ra trung bình. U được không là điện áp ra trung bình. Đấy. Còn đây cái điện áp ra U ngang này chính là cái chênh lệch giữa điện áp ra lớn nhất và điện áp ra nhỏ nhất. Thì độ chênh lệch này khi có tụ, đối với trình lưu mưa sóng sẽ là 1,21. Đối với sơ đồ công bằng sẽ là 0,99, trình lưu cầu là 0,99 đối điểm. Và cái trình lưu mưa sóng thì dùng một nếu tận dụng được chẳng phải tốn tiền thêm một con diode nữa, tốn thêm ba ba con diode, nhưng mà cũng có rất nhiều hạn chế. Đây tần số vào này, tần số vào 5 Hz, con này là 100 Hz, 5 Hz lớn hơn rất nhiều. Đây nhỏ còn đối với sơ đồ chấn thương cân bằng thì tận dụng được cái công suất biến áp của nó, tận dụng được cái công suất biến áp của nó là cái u cái độ chênh lệch là điện áp ra lớn nhất, nó lớn mà điện áp ra và cái điện áp ra nhỏ nhất của nó u ngang này cao hơn, do đó yêu cầu cái trường hợp thì là u ngang thấp hơn. Tận dụng được cái công thức biến áp, cái công suất biến áp mà công suất biến áp đây trong tài liệu có nói công suất hao tổn bao nhiêu, chúng ta tạm hiểu như thế, sau này mình sẽ hiểu rõ hơn cái tần số u ngang cao hơn có yêu cầu chủ động và u thấp hơn, điện áp ngược đặt vào đi bộ thấp hơn. Còn khuyết điểm thì trên lưu nó sóng là đồ đồ gần sóng nó lớn, trên lưu công bằng thì nó cần dùng 2 diode, trên lưu cầu thì nó nhiều cần dùng là 4 diode. Rồi, thế chúng ta là xong cái phần này. Chuyển sang phần thứ hai là phần về khối lập. Về khối lập thì nó có khối lập là gì? Lập thì người ta thường là lập thông thấp thì sao bằng người mình sống đó. Đấy. Chính vì lập mới sao bằng người sống rồi. Thì lúc bây giờ do sự thang giãn của người, thang giãn của tải cùng với sự biến động khác thì người ta muốn dòng điện ổn định, điện áp ra ổn định phải thiết kế thêm một cái ổ áp để bù trừ trong cái đoạn này. Trước tiên chúng ta tìm hiểu về bộ lọc. Bộ lọc thì muốn cho điện áp ra một chiều có cái đồ mặt cạnh để ta phải mắc song song, nhớ là mắc song song với tải với tụ điện có điện điện dung đủ lớn thì dung có những bé và lớn. Vì điện trở ra R của diode rất nhỏ, R bé bé hơn là bằng điện áp ra rất nhỏ, cho nên là hầu như tụ được đặt gần đến những cái định của điện áp xoay chiều ở một cái kỳ. Cái đó là điện áp xoay chiều muốn giảm theo hình dạng sin chu kỳ sang chu kỳ âm, đó là nửa chu kỳ và nên nên thế anode ở diode trở nên thấp hơn cái cathode là thế ở tụ điện do vậy nó cấm tụ, lúc này sẽ phóng điện qua điện tử trải tải và với hàm số thời gian là bằng RC lớn hơn nhiều số hàm số thời gian khi nào được phóng điện theo hàm E mũ được suy giảm rất chậm theo sườn lên của chu kỳ dương sóng lần chia tiếp theo hoặc là theo chu kỳ âm
và kết quả là sẽ có một điểm hát lối ra hiện tại tương đương lối làm phẳng. Ta cũng xem từ cái dòng điện nó sẽ chạy khi và chỉ khi nào, dòng điện chạy khi và chỉ khi là cái RC khi và chỉ khi là có dòng điện chạy qua diode, chỉ khi là khi diode phân thuần trong một phần nhỏ thế kỷ, trong phần nhỏ thế kỷ thì nó sẽ chịu chỉ số trung bình của dòng này quyết định khả năng chịu nhiệt của nước, và càng nhỏ thì cho ta càng lớn dựa trên câu công thức của nó. Đây trong giáo trình của nó, nó không lọc RC, dòng điện sẽ chạy ura. Đây khâu lọc này thì hiệu suất cao hơn so với điện áp ra, ít phụ thuộc vào tải hơn vì điện trở của cuộn cảm lọc nó nhỏ, tuy nhiên cuộn cảm lọc có kích thước lớn, do đó khâu lọc này thì ít dùng hơn, khâu lọc lần là RC thì ít dùng hơn. Thông thường người ta thường dùng RC, khâu lọc RC đấy. Câu lọc là như chạy qua đây ra bên ngoài. Câu lọc RC là câu lọc thông thấp. Đấy. Lọc thông thấp thì lọc thông thấp. Để ta coi câu lọc này là chia áp bằng cái thành phần tần số của điện áp tính lương. Hệ số lọc D sẽ bằng là căn omega CL bình lần RL bình cộng 1. Do vậy thì ta thấy rằng là đường phóng điện à nhầm nhầm thêm thêm những đường là đường đường phóng điện là hàm E1 nên suy giảm rất chậm và chuyển lên của sóng thần kinh. RC lớn thì khi mà R và C lớn thì cái hệ số lọc nó càng lớn, và mạch nó ổn định hơn rất nhiều. Thường thì URC nó lớn một, trong trường hợp mà là khâu lọc này ta mắc thêm con chỉ lưu nữa thì khi không có lọc nó sẽ như thế này, rồi mình áp cộng R nhỏ của DT cộng R F, mà cái điện trở thuận R nhỏ này của điện rất nhỏ, bé hơn rất nhiều so với R lớn như thế này, nên tụ được nạp gần với điện cho đỉnh điện áp sẽ chiều trong mỗi chu kỳ. Chính vì vậy theo chỉ lưu toàn sóng như thế này, sang mặt phụ áp trên thực tế thì dòng điện sẽ chạy cho dòng điện chạy vào nó lọc trong 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 cái này người ta dùng thêm thạch anh để ổn định cái tần số đó. Khối lọc này, cái sơ đồ của nó đây. Sơ đồ của nó đây. Ban đầu thì nhắc lại một nữa là người ta phải mắc song song với tải một trụ điện C có điện lớn.
vì cái điện trở thuận nó bé hơn rất nhiều so với giờ này. Mình hầu như tuần được nạp còn điện cho điện áp sau một cái kỳ, tiếp đó thì điện áp xoay chiều sẽ giảm xuống theo dạng nhân sinh, giảm xuống lên nó giảm lên a nốt, từ a nốt của diode trở nên thấp hơn cathode, và cho nên là diode bị cấm, ID sẽ bằng không, và trị lúc này là ID của không. Tổ ứng này sẽ phóng điện qua trở tài với hàm số thời gian RC lớn hơn nhiều so với hàm số thời gian trên mặt. Điện tử U lợi thế có tài. Thông thường thì chỉ số trung bình của dòng này, các dòng trên diode quyết định khả năng chịu nhiệt của diode, và càng nhỏ thì trở tải càng lớn. Cũng thêm nhắc thêm nữa là có nhiều chẳng hạn như để lý giải cái khối lọc này có nhiều trang nói có sự gia họ giải thích cho mình trang này. Nếu như nhận ở quan điểm phổ thì tải lên tính lâu sau khi mắc thêm tụ điện bao gồm thành phần một chiều và thành phần xoay chiều có tần số bằng và lớn hơn tần số so với mạng điện công nghiệp 50 Hz, cho nên muốn cái này hoàn toàn là một chiều thì ta phải dùng mạch lọc có tần số thấp bao gồm RC và R lớn làm suy giảm hết các thành phần xoay chiều. Đây dùng thêm cái câu mà RC lớn thì do cái hệ số lập càng lớn thì nó sẽ giảm đi cái thành phần xoay chiều đi, mà hệ số lập nó lại phụ thuộc vào omega bình RC C bình RL bình cộng 1. Do vậy thông thường cái này cái giá trị này nó lớn, omega L bình R bình nó lớn lớn hơn 1 rất nhiều lần. Và nên nhớ là hệ số lập thì lệ với tần số, do đó nó tỷ lệ với cái hài mức cao của tần số tín hiệu qua khâu lọc bị nén nhiều hơn thành phần ứng với một cái tần số cơ bản. Cũng không nên chọn R quá lớn, R quá lớn trong hợp ta dùng là ta dùng cái mặt lọc thông thấp ấy, thì ta không nên dùng cái này quá lớn, bởi vì nếu nó lớn thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến mặt điện, nó gây tổn hao về mặt tanh, đồng thời điện áp ra nó phụ thuộc nhiều vào tải, vì lúc này điện áp ra tải xác định theo nguyên tắc với giả thuyết độ U-N là không, không mà chỉ lưu toàn sóng U là bằng không, cái U là không bên này thôi, U là không bên này thôi, U là không. Tôi mất rồi. U
được không này? U21 được UN đây, CB đây. Thì giá trình giá trị trung bình I2 chia cho nhân nhân cho RI đây. Cái UN0 thì nó cũng cho hoàn toàn rồi. Hoàn toàn U2 là 0. Vì vậy người ta thường chọn là R khá nhỏ, người ta chọn như là C lớn để đạt được hệ số lọc như mong muốn. R thì người ta thông thường người ta chọn vài ôm, nhà C người ta chọn vài trăm microfarad. NC thì V sẽ bằng omega nhân NC. Câu lọc sẽ có hiệu suất cao, mình áp ít phụ thuộc vào tải hơn vì điện trở của cụ cảm lọc nhỏ, tuy nhiên cụ cảm là có kích thước lớn, do vậy câu lọc này ít được sử dụng. Câu lọc thứ tư, muốn mà cái mặt này thì nó ưu điểm của nó là hiệu suất cao, bởi vì nó ra ít thuộc vào tải, cái hôm nay phụ thuộc tải, cũng điều là cái cùng dây lớn thì người ta ít dùng thôi. Chuyển sang cái bộ đối với bộ chỉnh lưu của mát, của mát thì mình xin nói sau, mình kết thúc bài. À chưa 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 cũng chưa chưa kết thúc được, thì vì là chúng ta còn lại chưa hiểu hết đây. Cái mặt lọc nguồn này các nhà này giải thích như thế này, trong trường hợp có tụ lọc hoặc không có tụ lọc thì nó như thế nào, dòng điện tụ lọc thì người ta thường lọc là vài trăm đến vài ngàn microfarad như đã giải thích ở trên này. Đã giải thích ở trên này cũng gì mà nó có như vậy là bởi vì dựa trên cái công thức của nó. Và trong trường hợp KM thì mặt chỉnh lưu KM đây không có tụ lọc qua, vì vậy mà cái điện áp của nó giảm và nhấp nhô. Và đối với công tắc K đóng thì có tụ C tham gia vào lọc nguồn, kết quả là điện áp đầu ra được lọc tương đối thẳng, và C1 có điện dung càng lớn thì điện áp ra đầu ra càng thẳng. Tại sao như thế? Tại vì sao mạch RC mà hệ số gợn sóng nó là phụ thuộc vào cái này, mạch RC mạch thông thấp. Thông thấp đây, R sẽ bằng hệ số lọc là bằng căn omega bình RC bình cộng 1 đấy. Đấy, mà người ta thường chọn R nhỏ và chọn là C lớn để nó tránh ảnh hưởng của cái mặt này. Đấy. Vì vậy mà
cái đoạn là đầu lọc ra được lọc tương đối phẳng, C một có điểm vùng càng lớn thì đầu ra càng phẳng. Chúng C một có bộ nguồn có tỷ số khoảng vài nghìn microfarad. Cái thất bại ở đây.